الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Thì chúng ta hãy tiếp tục tìm hiểu đến chương 92 của kitab Riyad al-Salihin. Thì chương này chúng ta tạm dịch là sự điềm đạm và từ tốn. Thì ở đây tác giả của cuốn sách đưa ra dõng dạng duy nhất một câu kinh Quran. Đó là lời phán của Allah subhanahu wa ta'ala. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Và các bề tôi của đấng độ lượng, tức Allah subhanahu wa ta'ala, là những ai đi lại trên mặt đất với dáng điệu khiêm tốn, và khi người ngu dốt gây sự với họ thì họ chỉ đáp lại bằng một lời bằng an, tức là họ chỉ đáp lại bằng một cách bằng an. Thì đây là chương 25 Al-Furqan, câu 63. Thì câu kinh này Allah subhanahu wa ta'ala nhắc nhở người bề tôi, những ai có đức tin nơi Ngài, nơi các vị thiên sứ của Ngài và nơi cõi đời sau, phải là người có tính khiêm nhường, không hành động nông nổi một cách bộc phát. Người đó phải luôn hành xử trong sự điềm đạm và từ tốn. Đó là bản chất tốt đẹp của đám bề tôi thực sự có đức tin của Allah subhanahu wa ta'ala. Thì đó là câu kinh mà tác giả đưa ra. Chúng ta đến phần hadith. Thì hadith 698, hadith này do bà Aisha radhiyallahu anha thuật lại. Bà nói: tôi chưa từng thấy thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam cười há to mồm, tức là cười há to miệng đến mức nhìn thấy cả lưỡi gà mà người thường chỉ mỉm cười. Thì đây là cái phong cách của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam trong cách giao tế. Thì bài học từ hadith này, đó bài học thứ nhất, đó là hadith khuyến khích người tín đồ Muslim ít cười, bởi vì việc cười quá nhiều là một trong những biểu hiện cho sự quên lãng Allah. Thì nói về cái việc cười quá nhiều, thì thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam đã có lời di huấn trong một hadith. Người nói: lâu ta'lamu, người nói các vị sahaba, lâu ta'lamu ma a'lamu la dhahiktum qalila wa la bakaytum kathira. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nói: nếu các ngươi biết được những điều ta biết thì chắc chắn các ngươi đã cười rất ít và đã khóc thật nhiều. Hadith do Bukhari và Muslim ghi lại. Bài học thứ hai từ hadith, đó là hadith như muốn nhắc nhở các tín đồ Muslim rằng họ không nên cười há miệng to một cách không tiết chế, bởi vì đó có thể trở thành một hình ảnh khiếm nhã và không đẹp đẽ trước mọi người xung quanh. Thì chương 92 này chỉ có một câu kinh Quran, cũng như chỉ có một hadith duy nhất. Chúng ta đến chương 93. Thì trong bài học này chúng ta sẽ học hai chương inshallah, tức là chương 92 và chương 93. Thì chương 93 này Osman tạm dịch đó là sự điềm đạm và từ tốn trong việc đi masjid cho lễ nguyện salat và trong các nghĩa vụ tôn giáo. Chúng ta tập hợp hai chương này lại bởi vì nó có sự liên quan với nhau. Thì ở đây trong chương này tác giả cũng đưa ra một câu kinh duy nhất, đó là lời phán của Allah subhanahu wa ta'ala: wa may yu'azzim sha'airallah fa innaha min taqwa al-qulub. Allah subhanahu wa ta'ala phán với ý nghĩa: và ai tôn vinh các biểu hiệu của Allah thì mới có lòng kính sợ Ngài thực sự. Thì trong câu kinh này Allah subhanahu wa ta'ala bảo các bề tôi của Ngài phải tôn vinh, tức phải thể hiện sự trịnh trọng và nghiêm trang trước các biểu hiệu của Ngài. Thì các biểu hiệu của Ngài là các việc làm hành đạo, các giáo luật của Ngài và lời giải thích rằng đó là các nghi thức hành hương Hajj. Và một trong những hành động biểu hiệu sự trịnh trọng và nghiêm trang đó là sự từ tốn và điềm đạm, không hấp tấp, không vội vàng. Thì đó là câu kinh mà tác giả đưa ra. Chúng ta đến hadith
699, hadith này do ông Abu Hurairah radhiyallahu anhu thuật lại. Ông nói: tôi đã nghe thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam nói: إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ وَأْتَوْهَا تَمْشُونَ وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا. Muttafaqun alayh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nói: khi lễ nguyện salat đã được iqama, tức là đã được người ta qahmat, tức là iqama, Allah Akbar kêu gọi mọi người tiến hành lễ nguyện salat, thì các ngươi chớ hối hả. Nabi nói: khi lễ nguyện salat đã được iqama thì các ngươi chớ hối hả đến với nó. Các ngươi hãy bước đi một cách từ tốn để đến với nó. Những gì các ngươi bắt kịp thì các ngươi hãy dừng lễ nguyện salat theo imam, còn những gì các ngươi không kịp thì các ngươi hãy hoàn tất nó sau đó. Tức là sau khi mà imam đã cho salam xong thì chúng ta hãy tiếp tục hoàn tất cái phần còn lại mà chúng ta chưa có làm, không theo kịp. Riêng trong một cái lời dẫn khác của Muslim và hadith này do một Bukhari Muslim ghi lại, và riêng trong một lời dẫn khác riêng của Muslim thì có phần thêm, Nabi nói là: fa inna ahadakum in kana ya'midu ila as-salah fa huwa fi salatin. Bởi quả thực khi ai đó trong các ngươi đang đi đến salah thì y đang ở trong lễ nguyện salah. Bởi vậy chúng ta, ý Nabi nói là người tín đồ Muslim chớ nên vội vàng, chớ nên hấp tấp. Khi chúng ta đã định tâm đến masjid salat cùng với imam thì chúng ta hãy biết rằng khi chúng ta đi đó, Allah đã ghi cho chúng ta là chúng ta đang trong lễ nguyện salat. Bài học từ cái hadith, bài học thứ nhất đó là hadith khẳng định việc hối hả hấp tấp để cho kịp lễ nguyện salat với imam là điều makruh, có nghĩa là điều chúng ta bỏ tốt hơn làm. Bởi vì việc hấp tấp và hối hả sẽ làm cho tâm trí bị quấy nhiễu khi vào lễ nguyện salat. Bài học thứ hai đó là hadith khuyến khích người tín đồ đi masjid lễ nguyện salat một cách từ tốn và điềm đạm. Bài học thứ ba đó là hadith cho chúng ta thấy rằng một người khi đã định tâm lễ nguyện salat thì y đã được ghi cho là người đang trong lễ nguyện salat. Subhanallah, đây là cái ân huệ, đây là cái rahmah mà Allah subhanahu wa ta'ala dành cho những người Muslim. Và bài học thứ tư đó là qua hadith chúng ta hiểu rằng những gì mà một người bắt kịp với imam thì đó là phần đầu của lễ nguyện salat của y, còn những gì y tiếp tục hoàn tất sau đó là phần cuối của lễ nguyện salat của y. Hadith số 700 cũng là hadith cuối cùng của chương 93. Ông Ibn Abbas radhiyallahu anhu thuật lại, ông nói: trong lúc tôi đang cùng với thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam, khi mà người trở lại từ Arafah, khi chúng tôi trở lại từ Arafah, thì thiên sứ của Allah nghe ở đằng sau người tiếng ồn ào dữ dội, nào là tiếng đánh đập, nào là tiếng đánh những con vật cưỡi của mình, nào là tiếng la hét của các con lạc đà bị đánh. Thế là người quay lại và nói với họ: Ayyuhannas, alaykum bisakina, fa innal birra laysa bil idha. Rawahu al-Bukhari Muslim. Nabi nói: này hỡi mọi người, các ngươi hãy từ tốn, bởi quả thực sự ngoan đạo không phải là dội vàng và hấp tấp. Hadith do Bukhari và Muslim ghi lại. Thì bài học hadith này cho chúng ta hai bài học. Bài học thứ nhất đó là hadith cho chúng ta thấy rằng giáo lý khuyến khích sự điềm đạm. Islam khuyến khích chúng ta nên điềm đạm, từ tốn và nghiêm trang trong lúc thực hiện các nghi thức hành động, lúc thực hiện các nghi thức thờ phượng Allah subhanahu wa ta'ala. Bởi vì sự từ tốn, sự điềm đạm là cách tốt nhất để tâm của chúng ta được tu tịnh một cách trọn vẹn. Bài học thứ hai đó là hadith khẳng định rằng ân phước của sự thờ phượng và hành đạo nằm ở chỗ nghiêm trang và tâm tịnh. Lúc nào chúng ta có sự nhẹ nhàng, từ tốn, nghiêm trang, đừng ồn ào, đừng có sự lộn xộn. Thì đây là cái ý của hadith.
Thì đến đây chúng ta đã chấm dứt cái bài học Riyad al-Salahin giữa hai chương, chương 92 và chương 93. Thì cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala hướng dẫn và soi sáng chúng ta, và cầu xin Ngài sẽ ban cho chúng ta kiến thức và hiểu thêm về Islam qua những gì chúng ta đã nghe và chúng ta đã học. Và cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala cho chúng ta luôn vững bước trên con đường đến với Ngài. Và cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala sẽ tập hợp tất cả những ai mà trong trái tim họ còn có Allah vào thiên đàng của Ngài. Wa billahi tawfiq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.